đề bài cho A B tìm A cộng B thì nhớ giùm lại cái thứ gì không biết thì luôn luôn là chữ chữ yết, cái nào không có với chữ yết hết cho lại vô, chốt chưa? Sau đó dùng kiến thức nè, A cộng B bằng trừ 2 cộng A cộng B là trừ 2 cộng 12 bằng A cộng B là chữ gì? Dạ, phép cộng hai số gì? Phép cộng hai số phép dấu. Làm phép gì? Phép trừ lấy 12 trừ 2 đi. Ra 10. Ra 10 lấy dấu số lớn. Ra 10. Vậy là x này thay bằng số 10. Chốt. Tương tự A nè cộng B nè bằng 156 cộng cộng gì? A nè cộng B đi. Cộng B. Không. A nè cộng B đi. Cái chữ gì ở đây? Ý. Thì bạn đọc đi. A 156 cộng B bằng. Không. Chốt chưa? Phép gì? Phép cộng. Chuyển với yết bằng không trừ 156. Vậy yết bằng không trừ cho mấy cũng bằng chính nó. Viết vô đây trừ 156. Tương tự A đi, đọc đàng hoàng, yết cộng B đi bằng A cộng B đi ba. Phép gì? Phép cộng. Chuyển qua phép trừ. Vậy là 3 trừ 25 phép gì? Phép trừ. Vậy yết sẽ bằng chuyển qua phép cộng 3 cộng số đối của nó. Âm 25. Phép gì? Phép cộng. Hai số. Phép trừ. Ta làm phép trừ. Trừ. Lấy số lớn trừ số bé. Số lớn là 22. 25 trừ 3 ra 20. 2. Lấy dấu số lớn. Vậy là dấu trừ nghe không? Không đọc được dấu âm nha. Trừ 22. Tương tự A đi cộng B đi bằng A cộng B đi nhiêu? 30. Trừ 37 cộng A cộng B yết bằng A cộng B đi. Ra âm 10. Phép gì? Phép trừ. Chuyển qua phép cộng yết bằng trừ 50 cộng 37. Phép gì? Hai số. Ta lấy số lớn trừ số bé. 50 trừ 37 ra được 10. 13. Lấy dấu số lớn. Dấu trừ. 1, 3. Hiểu không?